Vâng, hôm qua trời còn có chút mưa, hôm nay thì ở Hà Nội trời nắng nóng, nhiệt độ cụ thể như thế nào chị Liên? Vâng, anh Dương, ngày hôm nay thì không còn mưa rào bất chợt, trời chuyển nắng nhiều. Nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội đã tăng thêm 5 độ so với hôm qua. Không chỉ Hà Nội mà nhiều nơi khác ở miền Bắc cũng tăng nhiệt khá mạnh trong chiều nay, như tại Yên Bái, Ninh Bình tăng tới 6 đến 7 độ. Các nơi khác thì tăng từ 2 đến 3 độ so với hôm qua, lên mức 34-35 độ. Đi ngoài trời cảm thấy nóng rõ. Dự báo ngày mai nhiệt độ sẽ tương đương hôm nay, trời tiếp tục nóng. Cao nhất tại thủ đô Hà Nội, Ninh Bình, Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên Phủ, Hòa Bình sẽ ở đâu mức nắng nóng là 35 độ. Chiều tối mai không khí sẽ dịu dần do mưa dông có khả năng xuất hiện trở lại ở Bắc Bộ. Trung Du và vùng núi có những điểm mưa vừa mưa to, tương ứng với vùng màu xanh đậm ở trên bản đồ này. Mưa sau cả ngày nắng và nóng thì rất dễ kèm theo tố lốc, sấm sét, thậm chí là cả mưa đá. Tây Nguyên và Nam Bộ thì cũng tiếp tục có mưa dông mạnh vào ngày mai. Mưa có thể xuất hiện sớm từ sáng ở miền Tây Nam Bộ, rồi đến chiều sẽ lan rộng lên miền Đông và cả khu vực Tây Nguyên. Dự báo lượng mưa từ 20 đến 40mm và có nơi mưa to trên 70mm. Đề phòng ngập úng cục bộ tại các khu đô thị, vùng trũng thấp và dông lốc, sấm sét kèm theo cơn mưa. Cuối cùng sẽ là phần dự báo thời tiết cho các thành phố trong đêm nay và ngày mai. Thành phố Vinh đêm nay không mưa, 27 độ, ngày mai trời nắng và nóng, nhiệt độ cao nhất 34 độ, chiều tối có mưa dông. Thành phố Nha Trang đêm nay tạnh giáo mát mẻ 26 độ, ngày mai từ sáng đến chiều trời nắng 33 độ, chiều tối có mưa dông. Thành phố Đà Lạt đêm nay trời rét 17 độ, ngày mai mưa nhiều và chiều về tối, nhiệt độ không quá 24 độ.